Quý vị thân mến, những giai điệu lời ca vang lên chắc hẳn đã mang tới cho chúng ta thật nhiều cảm xúc khi nghĩ về người mẹ thân yêu, người đã sinh thành, dưỡng dục và hy sinh cả cuộc đời cho con. Đó chính là ca khúc Hát về mẹ mà ngày hôm nay chương trình tác phẩm mới xin được giới thiệu với quý vị. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng trò chuyện với tác giả của ca khúc này, tác giả Nguyễn Minh Hoàn. Xin chào anh. Chào Mỹ Lan. Xin chào tất cả các bạn khán giả truyền hình. Và ngay bây giờ thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với phần 1 của chương trình Chân dung âm nhạc. Đây là lần đầu tiên mà tác giả Nguyễn Minh Hoàn đến với chương trình tác phẩm mới. Vì thế nên cho phép Mỹ Lan được hỏi là anh đã sáng tác nhiều ca khúc chưa ạ? Mình là một công chức nhà nước. Mình có một cái niềm đam mê đối với âm nhạc từ thời trẻ. Và mình cũng đã có một số ca khúc đã sáng tác ghi âm và đã phát hành. Vậy trong số những bài hát đó anh đã từng viết về mẹ chưa ạ? Và ca khúc ngày hôm nay anh giới thiệu Hát về mẹ đã được ra đời như thế nào ạ? Đây là ca khúc đầu tiên tôi viết về mẹ. Và ca khúc này viết ra trong cái hoàn cảnh nhân dịp mẹ tôi sinh nhật 90 tuổi. Bố tôi đã mất sớm và anh chị em nhà chúng tôi là có 6 người, rất là đông. Tôi là thứ 5 và tôi thấm được cái vất vả của mẹ khi mà nuôi rất nhiều anh em chúng tôi trong cái thời kỳ bao cấp. Cái điều đó làm cho tôi rất là xúc động. Và nhân dịp mẹ tôi sinh nhật lần thứ 90 thì tôi đã nghĩ là viết ra bài hát này để dành tặng cho mẹ, để thể hiện lòng biết ơn của các con, các anh chị em chúng tôi đối với mẹ mình, và thể hiện được cái tình cảm của mình đối với người mẹ đã nuôi dạy và dưỡng dục mình trưởng thành đến ngày hôm nay. Thực sự là viết về mẹ thì chúng ta đã có nhiều ca khúc hay và rất nổi tiếng. Mà bản thân anh là một nhạc sĩ không chuyên, giống như anh chia sẻ ngay từ đầu chương trình. Vậy khi sáng tác ca khúc này anh có áp lực và những khó khăn như thế nào ạ? Thú thực là khi muốn viết bài hát về mẹ mà đã được nghe rất nhiều bài hát hay của quốc tế cũng như của Việt Nam về chủ đề này, thì tôi cũng đã muốn vừa thể hiện được cái tình cảm của mình đối với người mẹ. Tôi chọn hợp âm trưởng để thể hiện cái sự tôn vinh ca ngợi người mẹ. Và tôi nghĩ là đây cũng là một cách thể hiện cái bài hát này nó sẽ khác một chút so với truyền thống xưa nay khi viết về mẹ. Xin được cảm ơn những chia sẻ của tác giả Nguyễn Minh Hoàn. Và thưa quý vị, chúng ta đã có được những hình dung đầu tiên về ca khúc Hát về mẹ cũng như về tác giả của bài hát này. Ngay bây giờ hãy cùng đến với phần 2 của chương trình Sản xuất âm nhạc. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng chào đón nhạc sĩ Phối Khí Minh Đạo. Xin chào quý vị khán giả. Ca sĩ Tân Phương. Tân Phương xin chào quý vị. Trong những chia sẻ đầu tiên thì tác giả Nguyễn Minh Hoàn đã nói về mong muốn có một ca khúc viết về mẹ xúc động, ý nghĩa nhưng lại vẫn mang đậm tính ngợi ca. Vậy thì nhạc sĩ Minh Đạo ạ, anh đã phối khí bài hát này như thế nào để có thể thực hiện được những mong muốn của tác giả? Anh Minh Hoàn ấy thì đến với âm nhạc theo cách của một nhà khoa học. Nên là cái giai điệu của anh ấy nó rất là chặt chẽ, rất là tròn trịa, rất là cân xứng. Cái việc của tôi là phải làm cho nó bớt tròn trịa đi. Nó sẽ rất là trang nghiêm. Nhưng mà một cái bài hát về mẹ cần một cái chiều sâu. Thì cái phần mà phát triển âm nhạc giữa ấy, thì tôi phải chuyển sang phát triển ở điệu tinh thứ. Thì nó sẽ làm tăng cái chiều sâu cảm xúc. Và nó sẽ có nhiều cái biến động và cái nhiều cái cung bậc ở đó hơn. Thì nó sẽ cân bằng được với cả cái bài hát của anh Hoàn. Đấy, và tôi đã mời nghệ sĩ Viu Đông Trịnh Minh Hiền là một cái người mà tôi rất là tin tưởng và tôi thấy là rất là phù hợp để diễn tả cái phần phát triển âm nhạc đó. Cái phần diễn tấu của Trịnh Minh Hiền ấy, nó cũng là một cái nhân tố âm nhạc xuyên suốt cùng với cả bài hát để nó làm tôn vinh được cái giai điệu của bài hát và nó làm rõ thêm cái ý nghĩa của bài hát này. Và cũng phải rất cảm ơn là ca sĩ Tân Phương, một người mà tôi rất là tín nhiệm để thể hiện những cái tác phẩm mà mang những cái tình cảm về mẹ con. Tại vì tôi rất thích cái sự pha trộn rất là khéo léo giữa cái kỹ thuật thanh nhạc cổ điển và những cái màu sắc âm nhạc, nhạc nhẹ mới. Nó vẫn có cái ngọt ngào của cổ điển và cái sự mạnh mẽ, mới mẻ của nhạc nhẹ. Chắc là ca sĩ Tân Phương ngồi bên cạnh lúc này đang cảm thấy hạnh phúc lắm chị nhỉ? Em xin cảm ơn anh Đạo rất là nhiều vì đã có những cái lời khen dành cho em. Và em cảm ơn anh vì đã tín nhiệm em, tín nhiệm giọng hát của em trong suốt quá trình thời gian mà anh em mình cùng làm việc với nhau. Và
đây là một tác phẩm thứ hai mà Tân Phương được hát những sáng tác của tác giả Minh Hoàn. Cảm ơn anh vì là em thấy anh là một nhà khoa học và những người nghiên cứu về ngôn ngữ, về lời hát hay là về âm nhạc rất là khúc chiết, thì em cảm thấy rằng những cái tác phẩm của anh nó thật sự là rất hay ạ. Rất nhiều lời hay ý đẹp. Nhưng mà Mỹ Lan đang thắc mắc là mối nhân duyên nào đã kết nối tác giả Nguyễn Minh Hoàn, nhạc sĩ Minh Đạo và ca sĩ Tân Phương với nhau ạ? Thú thực là tôi không biết một chút nào về anh Minh Đạo, nhưng với cái nhân duyên là Tân Phương đã hát một ca khúc của tôi trình bày, và khi phối khí chọn phối khí bài này tôi trao đổi với Tân Phương thì Tân Phương đã nói rằng những ca khúc mà anh muốn viết theo kiểu thính phòng hiện đại như này để anh Minh Đạo phối khí sẽ rất hay. Và quả thật khi mà tôi nhận được bản phối của anh Minh Đạo, tôi hoàn toàn bất ngờ. Bất ngờ vì nó vượt ngoài sức mong đợi của tôi. Và đây là một bản phối tôi rất là ưng ý. Chị Tân Phương là cầu nối đấy nhỉ? Đấy, đấy. Để cho có một mối lương duyên gắn bó với nhau. Đây là ca khúc đầu tiên nhưng chắc là sẽ có nhiều ca khúc tiếp theo đúng không anh Đạo? Tôi thì tôi thấy là gần như bài hát nào về mẹ cũng rất là hay. Tại vì khi người ta đến với cả mẹ mình là một cái cảm xúc mà nó thiêng liêng và không bao giờ giả dối được. Đấy, nhưng cái của cảm xúc của anh Hoàn ấy cũng vậy. Nó không giống bất cứ ai cả, nhưng mà nó tất cả đều mọi người đều thấy được cái sự chân thành, cái sự ngọt ngào, tất cả những gì mà quý báu nhất của một người con dành cho mẹ. Thật ra là tôi cũng vừa mới trải qua một cảm xúc là mẹ tôi cũng vừa phải vào viện, thì đến những lúc như thế mình mới hiểu được cái cảm xúc của một người con với cả mẹ như thế nào. Thì tôi cũng nhớ đến bài hát của anh Hoàng. Tôi cũng nghe và bật lên cái bài hát nó lên và tôi cũng rưng rưng. Có lẽ một bài hát nó chỉ thực sự người ta thấy hay nhất khi mà người ta rơi vào hoàn cảnh đó. Tân Phương, đối với bài hát của anh Minh Hoàn thì cảm giác nó đến đúng vào thời điểm mà Phương vừa sinh con được 3 tháng. Rồi mình ngồi bế con, rồi mẹ mình ngồi ở góc sofa đan len, rồi mình tập bài hát này thì cái giai điệu của bài hát này nó không phải là khó đối với một người hát chuyên nghiệp, nhưng mà cái lời ca thì nó vô cùng là chân thực. Và Tân Phương cảm thấy rằng là khi mà nuôi con thì mình mới thấu hiểu lòng của cha mẹ, nên là cái bài hát này Phương thấy nó hay vô cùng và cảm thấy rất là trân trọng khi mà mình được hát lên. Cảm ơn ca sĩ Tân Phương, nhạc sĩ Minh Đạo đã cảm nhận đồng điệu và giúp thổi hồn vào bài hát của tôi đúng như mong muốn. Xin cảm ơn tác giả Nguyễn Minh Hoàn, ca sĩ Tân Phương và nhạc sĩ Minh Đạo đã cùng đến với chương trình ngày hôm nay và mang tới một ca khúc rất ý nghĩa mà Mỹ Lan tin chắc rằng ai nghe cũng sẽ thấy được những tình cảm của mình trong đó. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc Hát Về Mẹ, sáng tác của tác giả Nguyễn Minh Hoàn, phối khí nhạc sĩ Minh Đạo qua sự thể hiện của ca sĩ Tân Phương.